Đậu hũ chiên theo cách này vừa ngon vừa lạ miệng nha quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha, đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm nha quý vị. Tiếp tục với các món chay đơn giản dễ làm thì Quỳnh Phương có món đậu hũ chiên lạ lạ miệng, thơm thơm ngon ngon, cách làm cũng dễ lắm. Rồi thì giờ bây giờ làm cái món đậu hũ thơm ngon này như thế nào á thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp để thực hiện món đậu hũ nó chiên này với Quỳnh Phương nha. Để làm món này á thì Quỳnh Phương có chuẩn bị 4 miếng đậu hũ, 4 miếng đậu hũ nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là ngon ha. Trước khi chế biến thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước, đó, cho miếng muối vô nè, rồi để mình làm thau nước muối pha loãng á, để mình rửa lại cái phần đậu hũ này nè. Nhớ là quậy cho nó tan cái phần muối ra hết đi. Rồi mình đã đem rửa đậu hũ mà mình đem về á, ngoài chợ về thì chịu khó mình rửa kỹ lại với cái phần nước muối ha. Đó. Rồi giờ mình đem nó ra, nó mình rửa cho nó hết cái, nhiều khi nó bám bụi á, mình không có kỹ á, nó còn bám bụi thì mình sẽ chế biến nhưng nó không ngon. Rồi để ngoài cho nó ráo nước, mình không rửa lại nhất với nước lạnh nha, chỉ rửa trong nước muối thôi. Mình mới để cái rổ cho nó ráo nước, mấy khứa khứa nè trên cái phần cái miếng đậu hũ này, khứa theo chiều ngang nè, khoảng 3-4 đường như thế, để khứa theo chiều dọc, chiều dọc thì khứa khoảng 2 đường thôi, tạo thành những cái hình caro caro đó, nó bung bung nè, giúp lát cái gia vị nó thấm hơn và nó ngon hơn, nhìn nó cũng đẹp mắt hơn nữa. Mình cứ vậy ha, mình sẽ cắt cái phần đậu hũ này dọc thì 2 đường, chiều ngang thì khoảng 3-4 đường, cắt cho nó bung bung cái gì đó. Rồi, giờ để nó qua một bên đi. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương nửa muỗng bột ngũ vị hương, khoảng một muỗng bột chiên giòn ha, trộn cho nó đều lại. Sau đó sẽ gắt lên cái phần đậu hũ, có thể gắt hai bên cũng được. Mình dùng bao tay, lần sau Quỳnh Phương thì sẽ để vô cái thau rộng rộng á, là lắc cho nó phủ đều, hoặc là dùng bao tay á mình đảo qua đó lại cái miếng đậu hũ, mình sao mà cho nó phủ đều hết cái phần bột này là được nha. Nó đừng có dùng muỗng đũa mà mình đảo á, miếng đậu hũ nó sẽ bị bể. Mình rồi tiếp theo nữa thì Quỳnh Phương chuẩn bị thêm sả cho nó thơm. Sả thì sả băm Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là 4 miếng nha. Tiếp theo là ớt, ớt thì Quỳnh Phương chuẩn bị 1 trái. Nhà mình mà ăn cay nhiều á thì mình có thể thêm ớt, còn ăn cay không được nhiều thì sử dụng ớt sừng, ớt sừng thì nó ít cay hơn xíu. Rồi giờ để nó qua một bên. Tiếp theo nữa thì quý vị sẽ bắt một cái chảo lên, mình phải sử dụng cái chảo nhỏ vừa với 4 miếng đậu hũ, đặng mình phương để dầu khá khá vô á, chiên cho sơ lại một cái nữa cho nó chiên hơi ngập ngập dầu một xíu cho nó giòn ngon cái miếng đậu hũ. Rồi bây giờ thì cứ vậy mình trở qua trở lại hai bề. Đó, có ngũ vị hương vô nó thơm thơm nó lạ miệng quý vị. Rồi mình chiên cho nó vàng hai mặt hết, mình chiên chút xíu à cũng mau lắm, tại đậu hũ này cơ bản đã chiên rồi, mình chiên lại một xíu là được rồi. Để mà rổ cho nó chảy bớt dầu, mới chuẩn bị gia vị. Bình Phương chuẩn bị khoảng 1/4 muỗng muối, cho vào 6 muỗng nước, rồi chúng ta quậy đều lên.
nêm nêm coi cái độ mặn nó vừa chưa, nó hơi mặn mặn là được rồi, nó mặn nhẹ nhẹ vậy đó. Nếu mà cần mặn quá thì cho thêm xíu nước ha. Rồi đảo lên đi, đợi xíu mình nêm lại cũng được. Cho thêm đường ha. Đường thì Quỳnh Phương cho vào đây là khoảng 1 muỗng rưỡi nha quý vị. Rồi hạt nêm thì cho nửa muỗng. Đó, mình đảo lên. Mình nêm thì nó hơi nhạt nhạt xíu, để lát mình nấu lên á, nó sẽ sắc lại xíu nữa. Rồi, giờ cho bắt cái chảo lên. Cho khoảng 1 muỗng canh dầu vô. Đặng mình phi cái phần sả ớt đó quý vị. Mà nhớ đợi cho chảo nó nóng một xíu. Dầu mình nó cũng hơi sôi sôi lên xíu. Rồi, bây giờ Quỳnh Phương sẽ để sả với ớt nè. Cho vào để mình phi. Nó mình đảo qua đảo lại đều cho sả nó thơm thơm và vàng lên xíu. Mình không dùng sả băm, mình có thể bào cũng được. Rồi, cái vậy mình đảo qua đảo lại đều ha. Nó cho sả nó thơm thơm, nó hơi vàng vàng là được rồi. Không có cần sả nó vàng quá. Vàng quá rồi mình nấu á, mình rim nó bị cháy, nó sẽ hơi đắng đắng không ngon. Rồi, giờ mình sẽ cho cái phần nước nãy mình chuẩn bị á, cái phần sốt á. Đó, cho hết vô. Rồi. Đảo đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm tương ớt. Cho nó hơi cay cay nhẹ nhẹ. Đó, đảo đều lên nha. Mình để cho nước nó kẹo kẹo lên xíu, nó thiệt là sôi lên. Rồi sau đó thì cứ cho cái phần đậu hũ vào. Đó, sốt xong rồi cho đậu hũ vào đảo đều. Mình cứ để lửa nhỏ 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 như đó, đảo qua đảo lại. Cho cái phần sốt này nè, nó bám đều hai mặt đậu hũ. Rồi đó, nhìn rất là hấp dẫn rồi quý vị ơi. Nhớ là đảo qua đảo lại để lửa nhỏ nhỏ nha, để từ từ vậy đó cho nó thấm thiệt là đều luôn. Rồi lát thì mình sẽ được 4 miếng đậu hũ chiên với ngũ vị hương đó quý vị. Mình lấy một cọng hành, hành tỉa cái xé xé ra vậy đó, tỉa cho nó ngâm nước để cho nó quăng 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 giống như cái hoa để chính giữa, nhìn cho nó là lạ mắt một xíu. Rồi vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong món đậu hũ chiên ngũ vị hương rồi đó quý vị. Chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.